thay đổi chiến thuật, cận chiến khốc liệt khiến Ukraine không kịp trở tay, thua đau ở Bắc Mút. Ngày 19 tháng 4, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov thông báo, theo hướng Donetsk, các nhóm tấn công đã kiểm soát 3 khu vực ở phía Bắc, Trung tâm và phía Nam thành phố Bắc Mút nhờ các chiến dịch tích cực. Các lực lượng lính dù và các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Nam đã yểm trợ các đơn vị tấn công kiểm soát thành phố và ngăn chặn các nỗ lực phản công của đối phương từ hai bên sườn. Ông Konashenkov cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã xuất kích 6 lần để yểm trợ các đơn vị tấn công ở Bắc Mút trong một ngày. Các đơn vị pháo binh đã hoàn thành 63 mục tiêu khai hỏa. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận các lực lượng tác chiến chiến thuật, không quân và pháo binh từ nhóm tác chiến phía Nam đã tấn công các đơn vị quân đội Ukraine phản công ở các khu vực gần Trashopja và Konstantinovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Tướng Oleksandr Shishkin chỉ huy lực lượng bộ binh Ukraine cho biết, các lực lượng Nga đang tăng cường triển khai pháo hạng nặng và tiến hành các cuộc không kích vào thành phố Bắc Mút. Tướng Shisky nói thêm, đối phương đang thúc đẩy hoạt động của pháo hạng nặng và tăng cường các cuộc không kích, biến thành phố này thành đống đổ nát. Ông Shisky cho biết, Nga vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát Bắc Mút bằng bất cứ giá nào, tuy nhiên Moscow cũng phải hứng chịu tổn thất đáng kể trong trận chiến giành thành phố này. Lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận, các trận chiến khốc liệt với Nga đang diễn ra ở trung tâm thành phố Bắc Mút. Quân đội Ukraine cho biết, trận chiến giành Bắc Mút đã kéo dài gần 9 tháng. Bất chấp những tổn thất đáng kể, các lực lượng Nga vẫn tiếp tục tiến vào các khu định cư. Họ đang tiến công từ từ, giao tranh đang dịch chuyển đến khu vực trung tâm của thành phố. Quân đội Ukraine cho biết thêm, giao tranh ở khu vực đô thị Đông Đúc xảy ra ở khoảng cách tối thiểu. Đôi khi quân đối phương và lực lượng Ukraine cách nhau chỉ vài mét, Điều này khiến việc phòng thủ trở nên khó khăn hơn. Quân đội Ukraine cũng chỉ ra chiến thuật của các lực lượng Nga ở Bắc Mút. Theo đó, một nhóm binh sĩ Nga khoảng từ 5 đến 10 người đi đầu để trinh sát, sau đó tiến hành một cuộc tấn công nhằm kích động lực lượng Ukraine tấn công đáp trả và tính toán vị trí của họ. Nga cũng sử dụng rất nhiều máy bay không người lái để trinh sát trên không. Lực lượng Nga có thể tiến công dần trong 3 ngày, thực hiện các cuộc tấn công gây hỗn loạn khiêu khích khi phát hiện điểm khai hỏa của đối phương, sau đó tìm cách bao vây vị trí của lực lượng Ukraine. Người phát ngôn của lực lượng quân sự miền đông Ukraine Serhiy Terevatsi thừa nhận những trận chiến khốc liệt chưa từng thấy trong những thập niên gần đây đang diễn ra ngay giữa khu vực đô thị Bakhmut. Quân đội Nga-Ukraine cận chiến trên từng con phố, thậm chí từng ngôi nhà để giành quyền kiểm soát thành phố. Jan Gagin, cố vấn của lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng cho hay, các đơn vị chiến đấu của Ukraine ở Bắc Mút gần như bị bao vây và không có khả năng rút lui. Trong khi đó, Jevgeny Prigozhin, người sáng lập tổ chức quân sự tư nhân Nga Wagner trước đó tuyên bố, lực lượng Nga đã kiểm soát hơn 80% diện tích Bắc Mút, bao gồm các trung tâm hành chính, nhà máy, xí nghiệp, chính quyền thành phố. Siêu pháo lửa mặt trời Nga phóng hỏa lực thiêu dụi đoàn xe quân sự Ukraine. Avia Pro ngày 19 tháng 4 đưa tin, một đoàn xe quân sự chở thiết bị của lực lượng Ukraine đã bị phát hiện và trúng hỏa lực của Nga trong khu rừng gần thành phố Kremina. Lực lượng Nga đã sử dụng pháo nhiệt áp hạng nặng TOS-1A Sonsepiev tập kích đoàn xe của Ukraine. Vụ tấn công khiến một số phương tiện bốc cháy. Hình ảnh từ đoạn video ghi lại vụ tấn công cho thấy, một số quân nhân của lực lượng Ukraine đã rời khỏi vị trí và bỏ chạy sau trận tập kích của Nga. Hiện chưa rõ số nạn nhân thương vong và thiết bị quân sự bị phá hủy. Tuy nhiên đây được cho là tín hiệu cho thấy quân đội Nga dường như đã kiểm soát khu vực này. Kremina nằm trên tuyến đường chính nối với Lysychan và Severodonetsk và chỉ cách hai thành phố này khoảng 20 km. Giành được Kremina sẽ mở đường cho Ukraine tiến tới Lysychan và Severodonetsk khu vực đô thị lớn thứ hai tại tỉnh Lugan với dân số khoảng 250.000 người. Kịch bản Kiev kiểm soát Kremina cũng sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Nga tại Lugan, miền đông Ukraine. Do vị trí chiến lược của Kremina, quân đội Ukraine đã điều động nhiều binh sĩ và trang thiết bị quân sự hạng nặng về thành phố này. Trong thời gian qua, các hệ thống nhiệt áp hạng nặng của Nga đã thể hiện uy lực trên chiến trường khi phá hủy nhiều mục tiêu kiên cố của Ukraine. Nga dường như sử dụng đạn nhiệt áp trong nhiệm vụ tập kích. Loại đạn có thể gây ra sức công phá lớn với mục tiêu kiên cố của đối phương. Hệ thống TOS-1A còn được gọi với tên là Sonsepiok. Đây là hệ thống pháo đa nòng gồm 24 tên lửa nhiệt áp có khả năng nhắm mục tiêu vào các binh sĩ, khí tài hoặc bất kỳ công sự nào của đối phương trong khu vực rộng tương đương 6 sân bóng đá lên tới 40.000m2. Pháo phản lực phóng loạt TOS 1A được đưa vào hoạt động từ những năm 1987 và là một trong những vũ khí uy lực nhất trong kho pháo binh của quân đội Nga. Được thiết kế để mục đích tấn công bộ binh đối phương trong công sự và trong các xe bọc thép hạng nhẹ, TOS 1A có khả năng phóng các tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp hoặc đầu đạn cháy. Dù pháo phản lực TOS 1A Solntsep có tầm bắn trong khoảng 3 đến 4 km và sử dụng các tên lửa có sức công phá lớn, Ngoài ra, Son còn sử dụng đầu đạn nhiệt áp cho phép phun ra các dung dịch dễ cháy khi bắn trúng mục tiêu và phát hỏa. Pháo phản lực TOS 1A phân tán các đám mây hóa chất dạng khí vào không khí, sau đó được kích nổ bằng chất nổ chân không để giải phóng sóng xung kích áp suất cao, hút không khí ra khỏi các khu vực hạn chế với một lực cực lớn và phá hủy các tòa nhà, chiến hào, hầm trú ẩn và các công trình khác. Trong môi trường nhất định nhiệt độ từ đầu đạn nhiệt áp của son Sepiok có thể đạt tới mức 1.000 độ C, mang lại sức công phá đáng kể. Vì vậy, hệ thống này được gọi là lửa mặt trời. Nga lên tiếng về đề xuất chấm dứt xung đột với Ukraine Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày hôm nay cho biết, Điện Kremlin không biết thông tin về kế hoạch do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất liên quan tới cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Trước đó, các nguồn tin của Bloomberg cho biết, Tổng thống Macron đã giao nhiệm vụ cho Cố vấn Chính sách Đối ngoại Emmanuel Bonner làm việc với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Vương Nghị, để thiết lập một khuôn khổ làm nền tảng cho các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Nga và Ukraine. Theo các nguồn tin, Pháp dự kiến các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra ngay trong mùa hè năm nay nếu mọi việc thuận lợi. Một quan chức từ văn phòng của Tổng thống Macron đã xác nhận kế hoạch trên, nhưng từ chối bình luận chi tiết, đồng thời nói thêm rằng các đồng minh của Pháp sẽ được thông báo về bất kỳ sáng kiến nào do Pháp đưa ra. Tổng thống Macron đầu tháng 4 đã thăm Trung Quốc nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình ở Ukraine. Ông Macron bày tỏ mong muốn hợp tác với Trung Quốc vì hòa bình và ổn định, nói rằng Bắc Kinh có vai trò chính trong việc tìm kiếm con đường hòa bình ở Ukraine. Trung Quốc cho đến nay vẫn khẳng định trung lập trong vấn đề Nga-Ukraine. Tháng trước, Bắc Kinh đã đưa ra một bản kế hoạch hòa bình ở Ukraine gồm 12 điểm, trong đó kêu gọi các bên lập tức ngừng bắn. Tuy nhiên, Ukraine, Mỹ và một số đồng minh không ủng hộ quan điểm trên vì cho rằng Moscow có thể tận dụng ngừng bắn để khôi phục lực lượng cho các cuộc tấn công trong tương lai. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula de Silva cũng đang nỗ lực trở thành một bên trung gian hòa giải cho cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Silva cho biết, Ông đã thảo luận với nhiều lãnh đạo nước ngoài về ý tưởng thành lập một nhóm quốc gia hòa giải với mô hình như G20 để tìm giải pháp hòa bình cho chiến sự ở Ukraine. Theo ông, cả Nga và Ukraine đều không có bước đi khả quan nào nhằm chấm dứt xung đột. Mặt khác, ông cáo buộc Mỹ và phương Tây muốn kéo dài cuộc chiến ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đánh giá sáng kiến của Brazil và nhiều vấn đề cần được xem xét. Ông Peskov tuyên bố Nga sẵn sàng lắng nghe bất kỳ ý tưởng nào liên quan đến việc giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng ý tưởng đó phải tính đến lợi ích của Moscow. Trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Brazil mới đây tại thủ đô Brasilia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, Nga muốn chấm dứt xung đột Ukraine càng nhanh càng tốt. Ngoại trưởng Lavrov cũng mong muốn Brazil góp phần trong việc tìm kiếm các giải pháp khả thi nhằm chấm dứt chiến sự. Moscow nhiều lần khẳng định, đàm phán sẵn sàng chấm dứt xung đột nhưng cáo buộc Kiev không có thiện chí. Trong khi đó, Ukraine cho biết xung đột chỉ chấm dứt một cách hòa bình khi Nga rút hết quân. Ukraine khôi phục lại đường biên giới được quốc tế công nhận năm 1991, bao gồm bán đảo Crimea. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, Moscow sẽ không chấp nhận bất cứ điều kiện nào liên quan đến Ukraine, đặc biệt là yêu cầu Nga phải rút quân. Nga giải mật chuyến thăm bất ngờ của ông Putin đến vùng chiến sự Ukraine. Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 19 tháng 4, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: Chuyến đi được thực hiện hôm 17 tháng 4, tổng thống sẽ đến thăm các khu vực mới sáp nhập thường xuyên hơn. Tổng thống thị sát các sở chỉ huy, nhận thông tin trực tiếp về chiến dịch quân sự đặc biệt. Đó là điều quan trọng đối với tổng tư lệnh. Trước đó có nhiều tranh luận về thời điểm ông Putin thực hiện chuyến thăm này, bởi vì trong các video công bố, ông Putin đề cập đến lễ phục sinh khi trò chuyện với các binh sĩ. Ông Peskov giải thích, những người theo đạo cơ đốc chính thống tổ chức lễ thánh vào chủ nhật tuần trước ngày 16 tháng 4. Nhưng bình luận của ông Putin ngầm chỉ đến một lễ kỷ niệm rộng lớn hơn được cử hành trong 40 ngày. Ngoài ra, ông Peskov cũng lý giải việc Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov không tháp tùng Tổng thống Putin trong chuyến thị sát. Ông nói hai quan chức hàng đầu này của quân đội đã tham gia cuộc họp với Tổng thống theo hình thức trực tuyến. Mặt khác điều này nhằm giảm thiểu rủi ro. Ông Peskov nói, nên tránh việc tổng tư lệnh, bộ trưởng quốc phòng và tổng tham mưu trưởng tập trung tại một nơi, bởi nó thu hút sự chú ý của đối phương, tất nhiên đó sẽ là rủi ro lớn. Ông Peskov không nêu rõ liệu ông Putin có hài lòng với tình trạng của lực lượng quân sự ở khu vực Kherson và Lugan hay không. Trước đó thông cáo của điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin có chuyến thăm bất ngờ tới sở chỉ huy tiền phương của Nga tại Kherson và Lugan. Đây là lần đầu tiên ông Putin tới hai vùng mà Nga tuyên bố sáp nhập hồi tháng 10 năm ngoái. Thông cáo cho hay, tại sở chỉ huy của nhóm tiến công Dnipro ở vùng Kherson, Tổng thống Putin đã nghe báo cáo từ Thượng tướng Mikhail Teblinsky, tư lệnh lực lượng lính dù Nga, cùng với Thượng tướng Oleg Makarevich, tư lệnh nhóm tiến công Dnipro và các cấp lãnh đạo quân đội khác Tổng thống cũng đã thăm lực lượng vệ binh quốc gia Vostok ở Cộng hòa Nhân dân Lugan LPR. Ông Putin đã nghe báo cáo từ thượng tướng Alexander Lepin và các chỉ huy cấp cao khác về tình hình chiến sự ở khu vực. Hồi tháng 3, ông Putin cũng có chuyến thăm bất ngờ tới bán đảo Crimea và thành phố Mariupol ven biển Azov thuộc vùng Donetsk. Chuyến thăm của ông Putin diễn ra trong bối cảnh chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Moscow và Kiev được cho là đang chuẩn bị cho kế hoạch tấn công quy mô lớn vào mùa xuân này để phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường. Xe tăng Ukraine áp sát Lugan chuẩn bị tấn công phòng tuyến Nga Trang Defense Express ngày 19 tháng 4 đăng tải một đoạn video trong đó ghi lại cảnh đoàn xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV của quân đội Ukraine di chuyển tới sát biên giới khu vực Lugan ở miền đông nước này. Theo Defense Express, lực lượng xe tăng này nhiều khả năng sẽ được sử dụng cho mục đích tấn công phòng tuyến của quân đội Nga tại khu vực thành phố Kremina ở tỉnh Lugan. Hôm 17 tháng 4, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, ông Vitaly Kiselyov, chuyên gia quân sự của lực lượng dân quân ly khai Cộng hòa Nhân dân Lugan LPR tự xưng, xác nhận quân đội Ukraine đã điều động một lực lượng lớn binh sĩ và trang thiết bị quân sự tới khu vực Kupiansk ở tỉnh Kharkov. Ông Kiselyov nói, tại đây lực lượng Ukraine có thể tiến hành mở rộng hướng tấn công theo vành đai rừng để nhằm vào khu vực Svatovo, Kremina trên tiền tuyến. Ông Kiselyov khẳng định, lực lượng phòng thủ Nga đã chuẩn bị đầy đủ để có thể đánh bại các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Theo giới quan sát, thành phố Kremina nằm trên tuyến đường chính nối với hai mục tiêu quan trọng khác là Lysychansk và Severodonetsk và chỉ cách hai khu vực này khoảng 20 km giành được Kremina sẽ mở đường cho Ukraine tiến tới Lysychansk và Severodonetsk, khu đô thị lớn thứ hai tại tỉnh Lugan với dân số khoảng 250.000 người. Kịch bản ép kiểm soát Kremina sẽ làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Nga tại Lugan cũng như toàn bộ khu vực Donbass. Vào cuối năm 2022, quân đội Ukraine đã điều một lực lượng binh sĩ và khí tài hạng nặng nhằm kiểm soát Kremina. Tuy nhiên, nỗ lực này của Kiev đã bị quân đội Nga cùng lực lượng ly khai đồng minh ngăn chặn. Về T-64BV, trước khi có sự xuất hiện của các xe tăng hiện đại do phương Tây viện trợ, đây là một trong những xe tăng chiến đấu chủ lực mạnh mẽ nhất trong biên chế quân đội Ukraine. Xe tăng này được lắp đặt nhiều trang thiết bị hiện đại như giáp phản ứng nổ con tăng, pháo chính cải tiến, tích hợp phóng tên lửa chống tăng 9K120 Reflex, hệ thống kiểm soát bắn 1A45 ITIS, và kính ngắm toàn cảnh TKN-4S. Bên cạnh đó, quân đội Ukraine còn trang bị thêm một hệ thống phóng lựu đạn khói Tucha cỡ nòng 81mm ở phía bên trái của tháp pháo, qua đó giúp T-64BV tăng cường khả năng ngụy trang và ẩn nấp trong tác chiến. Trong xung đột với Nga, T-64BV là một thành phần quan trọng của lực lượng phòng thủ Ukraine, đặc biệt là tại các vùng giao tranh ở miền đông nước này tướng về hưu tiết lộ bất ngờ về khả năng thích ứng của quân Nga trên chiến trường Ukraine. Nga và Ukraine được cho là đang ở giai đoạn đầu của các cuộc phản công mùa xuân. Cả hai âm thầm xây dựng lực lượng ở khu vực Đông Bắc Kharkov, đề phòng giao tranh ác liệt hơn ở Donbass. Ukraine gần đây đã nhận được máy bay chiến đấu MiG-29 Full từ Ba Lan và Slovakia. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện khả năng quân sự của đất nước sau cuộc tập trận hải quân bao gồm 25.000 quân nhân, 89 máy bay và trực thăng cùng 167 tàu chiến, trong đó có 12 tàu ngầm. Tổng thống Putin cũng đã gặp riêng bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Moscow hôm 16 tháng 4. Mick Ryan, thiếu tướng đã nghỉ hưu trong quân đội Úc, đã viết trên một chủ đề Twitter rằng: "Quân đội Nga đã được cải thiện trong ba lĩnh vực chính: thích ứng chiến lược, thích ứng hoạt động và thích ứng chiến thuật." Theo ông, chiến thuật của Moscow trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột được tiến hành không tốt, dẫn đến việc Ukraine nhắm mục tiêu thành công vào các khu vực hậu cần của Nga. Tuy nhiên điều này đã thay đổi trong thời gian gần đây. Ryan viết, người Nga dường như đã học hỏi việc họ tiến hành rút quân khỏi khê sân vào tháng 10 và tháng 11 năm 2022 cho thấy rằng họ đã thích nghỉ. Họ có thể thực hiện chiến dịch vượt sông quy mô lớn và rút một phần lớn lực lượng Nga được triển khai ở phía nam Ukraine. Ông nói thêm, thay vì chiến thuật cơ động, Moscow đã áp dụng một mô hình chiến thuật tiêu hào, trích dẫn việc Nga liên tục sử dụng pháo dẫn đường bởi máy bay không người lái UAV. Chiến thuật này có tốc độ chậm, nhưng thận trọng hơn, không làm lộ các mục tiêu hậu cần. Việc triển khai lính đánh thuê từ tập đoàn Wagner do nhà tài phiệt Jevgeny Prigozhin đứng đầu tại Bắc Mút ở miền đông Ukraine vào năm 2022 cũng đóng vai trò quan trọng. Ryan cho biết, sau nhiều đợt tấn công, quân đội Nga dường như tích lũy được nhiều kinh nghiệm và năng lực hơn. Mỗi làn sóng tiến quân liên tiếp sẽ thu được những lợi ích nhỏ và cuối cùng quân đội Wagner được đào tạo tốt hơn và có kinh nghiệm hơn sẽ khai thác bất kỳ lỗ hổng nào từ hàng phòng thủ của Ukraine. Ông Ryan thừa nhận rằng hoạt động của Nga không phải là không có vấn đề. Ông nói thêm, tuy nhiên không thể phủ nhận rằng quân Nga vẫn đang học hỏi năng lực quân sự sẽ là trọng tâm để Nga tiến hành các chiến dịch liên tục ở Ukraine và sẽ không dễ để quân đội Ukraine hay phương Tây khai thác điểm yếu. Thụy Sĩ khẳng định không hỗ trợ quân sự cho bất cứ bên nào trong xung đột Ukraine. Theo phóng viên tại châu Âu, trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Berlin vừa qua, Tổng thống kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thụy Sĩ Alain Berset đã tái khẳng định nguyên tắc trung lập lâu nay của nước này theo đó sẽ không hỗ trợ quân sự cho bất cứ bên nào trong cuộc xung đột. Ông Mercer lưu ý, quan điểm trung lập không có nghĩa là thờ ơ trước lợi ích của người dân. Đồng thời cho biết, Thụy Sĩ cam kết viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Bộ Nội vụ cho biết, Thụy Sĩ tập trung vào viện trợ nhân đạo và đã tiếp nhận nhiều người tị nạn. Nước này cũng đang hỗ trợ Ukraine 1,8 tỷ CHF tương đương với 2 tỷ đô la Mỹ cho đến năm 2028. Thụy Sĩ đang chịu áp lực quốc tế mạnh mẽ để cho phép các quốc gia sở hữu vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất, tái xuất khẩu sang Ukraine. Tây Ban Nha, Đức và Đan Mạch và một số nước khác yêu cầu gửi các thiết bị chiến tranh do Thụy Sĩ sản xuất đến Ukraine. Chính phủ Thụy Sĩ cho đến nay luôn phản đối điều này, viện dẫn luật trung lập và luật về trang thiết bị chiến tranh. Hai biện pháp can thiệp kêu gọi nới lỏng các điều khoản tái xuất khẩu vũ khí đã không được thông qua trong phiên họp mùa xuân của Quốc hội Thụy Sĩ, trong khi một số đề xuất của Quốc hội về vấn đề này vẫn đang được xem xét. Trước đó, theo kết quả cuộc khảo sát an ninh 2023 vừa được công bố, kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine, người dân Thụy Sĩ vẫn đồng thuận về việc nước này tiếp tục duy trì nguyên tắc trung lập, dù có xu hướng ủng hộ tăng cường hợp tác giữa Thụy Sĩ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, cũng như nâng cao năng lực quốc phòng quan điểm này phù hợp với chính sách của thụy sĩ trong thời gian qua áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nga và hỗ trợ nhân đạo cho ukraine nhưng từ chối cho phép xuất khẩu vũ khí do thụy sĩ sản xuất